Chào các bạn, hôm nay mình lại lên kiểm tra mắt nhãn ghép vải, tức là ghép mắt nhãn vào vải nhé, cành vải nhé. Thì hôm nay mình lại lên kiểm tra xem dạo này nắng nóng thì ít mà rét mưa phùn thì nhiều, cho nên là tỷ lệ lên rất là chậm. Như hôm trước thì mình quay cho các bạn xem thì nó cũng đã nhú, và đến hôm nay thì nó lại lên thêm một chút nữa. Đây ạ. Hôm trước mới nhú nhá. Đây, còn như mắt này thì lại vẫn cứ đang nhú xanh trong này. Mắt này thì ban một lớp rồi, giờ lại chuẩn bị ngoi thêm. Nhãn này nó không phải đợi già nó mới lên nhá, mà cứ non non là nó lên rồi. Đây ạ. Lại lên tiếp. Đây, có những mắt vẫn cứ ở trong mầm. Đây ạ. Ôi, trứng sâu trứng giò nhiều quá. Đây, những cái này là trứng nhá. Những cái này trứng sâu nhá. Bướm nó đẻ vào đây và nó sẽ, nên mình không để ý, sẽ một vài hôm nóng nóng sẽ lở ra. Mình sẽ bóc vứt trứng đi để cho nó đỡ bị lở ra, nó sẽ ăn ở cái cành này mất. Đây. Đây, những mắt lần trước nhú thì nó lên như thế này rồi nhé các bạn nhé. Đây là nhãn ghép vào vải nhé. Đây ạ. Hôm nay trời mưa phùn, mình mang ít đất nên mình bó lốt bầu vải mà. Đây. Đây, cái nhú thì lại ra thêm được một cành lá. Và những cành này lần trước nhú to thì lại lên một chút nữa rồi. Đây. Vế bên này lên rất là đẹp luôn. Nhưng mà vế bên này thì hôm trước mình kiểu cái cành vải này nó mình còn để hai cành này, cành to này nên nó để ở trên cái cành này, nhưng nó lên khả năng lên chậm hơn. Không biết là có lên được nữa không, sang mùa rét rồi. Vẫn ở trong túi bóng này thì mà vẫn ngủ trong đấy xanh xanh. Còn vế bên này thì cũng lên được một số. Nếu mà lên được như thế này, tầm này được một lớp lọc ngon là tốt hết lá vải đi là cũng được gọi là đạt rồi. Đây là nhãn ghép vào vải ạ. Các bạn muốn giao lưu thì hãy đăng ký kênh cho mình và cùng nhau ủng hộ kênh lẫn nhau nhé. Ủng hộ các bạn cứ để lại bình luận thì mình sẽ vào kênh và ủng hộ cho các bạn. Đăng ký ủng hộ cho các bạn. Trời mình vừa thô đất lên đến đây thì mưa to rồi. Đang mưa các bạn nhìn thấy không ạ? Trời đang mưa rất to. Mình nên kiểm tra xem tình hình nó cây như thế nào. Như cây này thì nó đã lên tỷ lệ như thế này rồi thì mình đã tiến hành cắt hạ hết. Không để cành nào vải cành to nữa. Và những cái lá này sau khi được một lớp lọc nhãn thì mình sẽ tuốt sạch hết những cái lá vải này đi. Không để nữa. Để tiến hành nhãn. Để nhãn thôi, không để vải. Mình ghép hai cây này thì cái cây bên này thì mình ghép cũng là tay mình ghép nhé, nhưng mà mình ghép thời điểm đấy là mình lại không cắt hạ cây vải này, và ghép nói chung là thời điểm, do thời điểm cây này chỉ sống vài mắt thôi. Còn cây bên kia thì thường như là sống hết, chỉ chết vài mắt thôi. Đấy. Mình ghép rất là nhiều mắt nhé, chỉ chết vài mắt thôi. Còn cây bên này thì lại chỉ sống vài mắt thôi. Mình không hiểu là vì lý do gì, chắc là do thời điểm ghép và một số nguyên nhân khác, thời tiết. Đây, lá nhãn này nhá. Lá nhãn, đây lá vải. Lá nhãn đây, nhìn nó khác nhau. Vải Thanh Hà của mình đây. Đây, đã khoanh được chưa các bạn? Những cây này thì mình đã tiến hành khoanh rồi ạ. Còn những cây đỏ thì chưa khoanh được, đợi già mới khoanh. Dạo này thời tiết này thì nghe chừng lâu ban lắm. Thôi nhá, mình chào các bạn nhá. Các bạn hãy xem like và share và đăng ký kênh ủng hộ mình nhá. Mình sẽ tương tác với các bạn thật nhiều. Chúc bạn thành công.